Hello, cả nhà thân yêu thân mến của em nha. Mời cả nhà ăn cơm. Giò heo làm giống như giả cày cả nhà nha. Coi nè. Cạp đã luôn. Em có để đồ phộng, gắt đồ phộng lên nha. Phộng mình ra mình gắt lên nha. Này nước sốt để mình chấm với mình chan cơm. Còn đây là ăn kèm. Cái này mình ăn kèm rất là giòn, ngon cả nhà. Cái này thường thường mình ăn với sushi cũng được, mì cũng được nha. Mì Hàn Quốc cũng được nha. Ớt, dưa ớt ngọt. Mời cả nhà. Rồi ăn đi con. Gái hôm nay gái nhà gái ngày mai mới đi làm, mấy đứa kia đi học hết rồi mà cái nhà không. Có cái muỗng múc con xuất sang cạp này cạp tóc phơi lắm. Này ăn phải cúi chân tay bóc ăn. Ồ, đây là đựng xương nha, em lấy đựng xương nha. Đây là đây đựng xương không biết ăn cục nào luôn, nhiều lắm, em làm được nhiều lắm, ăn hết. Mềm mềm sáng hôm nay mềm mềm đi chơi bên đây nó lạnh đó. Mình khỏi cần bỏ tủ lạnh, mở cửa sổ cái nó lạnh tèo tèo luôn vẫn còn ngon. Thôi bỏ không, có hai mẹ con ăn. Ăn cái đậu phộng nó ngon quá. Bỏ con không ăn, ăn ngon. Ớt cho ngọt. Ngọt ngay rồi. Ớt rồi. Nó mềm mà, nó mềm hơn hồi tối ngon lắm. Mà thôi nó là nó vẫn chưa mềm lắm. Nên mình biết sáng nay mình hâm lại nó sẽ mềm rất là ngon. Wow. Khó không? Bỏ ớt Hàn Quốc vô, ra nhẹ nhẹ. Hôm nào mua về nấu bún riêu ăn mà nhớ tới bún riêu không? Giờ heo nấu bún riêu hết sảy luôn. Nước sốt rồi đó. Rắc lên đậu phộng lên. Khen có người đó nữa. Cái này là em khen. Khen là vừa khẩu vị của gia đình em. Còn mỗi một khẩu vị của gia đình khác nhau nha. Vừa khẩu vị gia đình mình ngon theo kiểu gia đình mình. Không vừa rồi có một người bình luận mắc cười. Em cũng trả lời rất là mắc cười. Mà cô ấy hả? Trả lời xong cô ấy để mắc cười quá trời. Tự giác sợ cái nào nghe mắc cười. Mềm không? Ừ. À,
ăn xong hai mẹ con đi làm chè cho nước ăn. Làm chè cho nước mấy màu ăn. Wow, thật sự là dừa mềm ngon quá. Mềm dừa phải. Nó hôm thì còn hơi cứng, hồi hôm là ăn thì còn hơi cứng. Tại vì nấu lúc tối, sáng lắm. Mình hầm nó lâu lắm. Nên mình nấu sẵn vậy đó. Vì nó đâu có hư đâu, trời lạnh nó đâu có hư đâu. Sáng mình hầm lại, có ăn liền. Không cần phải chờ đợi. Bữa mua dưa heo tươi. Cái này mà có bạn bè lại nấu cho bạn ăn sẵn món này. Nhất là nước Anh này nó ít có ai mà nấu cái món này. Vì có nhiều lúc đâu có dưa heo. Không phải đâu cũng có. Phải canh đúng ngày mới có. Ở đây không phải nói à, nấu món đó là có liền không? Thiếu đồ. Phải chịu khó đi lặn lội đi chợ các chỗ mua. Đủ đồ mới nấu được. Nấu hơn. Vẫn còn thiếu tương hợp. Bia cũng ngon con, có bia cũng ngon lắm con ạ. Nó sót lại không bị mặn. Hấp luôn rồi. Đang ăn mà cứ nhắc lại mấy cái bình luận mắc cười. Cái này có nhiều cái bình luận mắc cười lắm. Wow, cái này chấm ngon quá. Nó chua chua. Chấm miếng này. Nó cốc dừa nè, béo dừa phải. Đúng một lon nó cốc dừa là tầm vừa. Nhiều nước là tầm hôm nè, em nói nhiều nước là tầm vừa. Nó không có béo quá, nó không làm mình bị ngán. Nó không có gì béo, nhẹ nhẹ nhẹ. Đất mới đậu phộng nó ngon thật chứ.
ăn trứng được không ngon. Ăn cái này lúc nào cũng giơ tay. Cầm đũa được, ăn đũa thôi khỏi ăn. Ăn này là con cầm phải cạp. Giờ mới là ăn kiểu giả cày. Chiều thuyền đi học cho bán thích cọp này nè. Hết tô cơm, ăn nhiều cơm, cạp cái này, này còn nhiều quá. Ở dưới còn hơn rất là nhiều luôn. Ăn không hết, không hết bộ luôn. Bữa thì bữa nó bộ lắm. Phải ăn hết hôm nay. Ăn bữa bữa chắc hư. Người ta làm cái nước sốt đậu phộng á, ngon lắm. Nhưng mà cái này em không cần chấm. Có nước sốt nè. Cứ đúng ra kiểu miền Tây á, là người ta có cái nước sốt đậu phộng ngon lắm. Mấy bữa rồi chưa ăn, chưa có gì để ăn. Ăn chung cái này phải có đồ chấm mới ngon. Cứ dùng, cứ dùng, cứ dùng. Món này lần đầu tiên cho các con ăn, các con mới biết lần đầu tiên luôn. Mình thì hồi xưa ở Việt Nam thì cũng ít ăn. Mà nhà em hồi xưa Việt Nam, ba em
Nấu giả cầy ngon chứ. Ăn xong rồi bye bye cả nhà. Quên, để kể cho nghe nha mấy cái bình luận. Có số người, có số chị em phụ nữ bảo là ăn thôi đừng có hát. Có số người thì kêu hát thôi đừng có ăn. Ăn miệng xấu quá. Bây giờ mà nhớ cái bình luận cười bởi bụng thì nhiều lúc em đang ăn, em muốn nhắc em nhớ lại mấy cái bình luận cười. Hồi hôm, có một cái bình luận đang đi tập gym, có một cái bình luận nổi nóng lên. Hồi nào giờ không có giờ nóng đánh cái đó mà chị em phụ nữ chửi em nha. Em vẫn nhịn được, em vẫn cười, vẫn nhịn được nha. Vẫn nói nhỏ nhẹ được, đó là chị em phụ nữ với nhau nó khác. Hồi hôm, tự anh đang tập gym, có một cái em trai đó. Nhỏ tuổi mình xin lỗi, nhỏ tuổi nghe em. Nhìn con mặt rất là trẻ. Vô chửi mình con đĩ, bởi vì nói là nhìn con đĩ này ăn thấy gớm quá. Trời ơi, em tự nổi sông thiên lên mà em thì là ghét nhất là cái loại đàn ông vô duyên đó. Bình thường là mình thích người đàn ông nào người ta ăn nói lịch sự, người ta mới đúng chuẩn là người đàn ông ha. Còn cái em này rất là vô duyên nha. Nếu mà em có nghe được nghe chị nói nha, mình lớn rồi ha, mình con trai nữa, mình phải ăn nói cho nó lịch sự, cho nó nam tính một tí em nhé. Nha, mình vô mình gặp phụ nữ mình phải ăn nói lịch sự. Thà là em nói như thế này, em nói chị ơi sao chị ăn nhìn hơi gớm gớm này cái nọ, thì cái chữ gớm sao chị chấp nhận được, nhưng mà chữ đỉ thì chị không chấp nhận em nhé. Vì em chửi đỉ, nếu mà người đàn ông mà chửi đàn bà đỉ là không ai chấp nhận hết, chứ đừng nói chi là chị. Thậm chí đàn ông người ta nghe người ta cũng rất là khó chịu nha. Nha, em suy nghĩ kỹ lại trước khi mình nói em nha. Cái chửi đỉ đối với người phụ nữ nó rất là nặng. Bởi vì hôm rất là bức xúc luôn cả nhà. Trời ơi, đang tập gym mà tụi nó nổi nóng, mình đang tập gym cái nữa, đang tập gym cái mồ hôi cái nữa, giờ đang sung cái nữa, đang ấy nữa, đang sức đàn ông cái nữa. Cái tụi nó nghe mấy chửi một cái, trời ơi, em lấy cái kênh mới của em, đâu có lấy kênh tránh. Lấy kênh mới, chạy qua kênh mới, trả lời, trời ơi, quất cho mấy một tăng xong rồi, bị ấy cái bình luận luôn. Tức quá, nói sao trời ơi, Nam ơi, gì là phạt cho con mấy phút để con từ hồi nào tới giờ không có giận dữ như vậy mà. Tại vì em ấy là một người thanh niên mà lại chửi phụ nữ như thế. Mà khi đó mình đáng chị em ấy nè. Trời đất ơi, trời em làm mất mặt hết là đàn ông Việt Nam mình. Đây là một con sâu làm sầu nồi canh đó. Thường thường người ta tôn trọng người đàn ông nam tính ha, có tính cách khi nói chuyện đàng hoàng ha, lịch sự ha. Sao mà em ăn nói gì mà kỳ khôi vậy? Em chửi đàn bà người ta, em chửi cái câu nó giờ có chửi thì cũng chửi cái câu nó nhẹ nhàng một tí xíu em nhé. Mình có ăn có học mà. Trời ơi, chửi cái con đỉ là nó thấy nó khó không ai nghe được, lọt lỗ tai hết em nhé. Câu đó em nên sửa lại, mốt đừng có đụng ai cũng chửi em nhé. Cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta không có làm gì em cả ha. Người ta chỉ ăn uống thôi, mình thích không thích lướt qua nhẹ nhàng. Người ta không có làm gì mình cả, mà khi không là mình chửi người ta là mình là cái sai rồi đó, là cái lỗi sai của mình rồi đó ha. Trời ơi là trời, giờ nhiều khán giả sao kỳ khôi quá vậy không biết nữa Phật. Mà chính là mình á, chưa bao giờ mình đi khâm mạnh mà mình gọi là mình chửi bới người ta thì mình nói bây giờ mình làm kênh bị người ta chửi lại thì đó là nghiệp đi. Còn đằng này hả, chưa bao giờ đi khâm mạnh chửi ai bất cứ một cái gì chứ còn bị nghiệp nữa, cả nhà thấy không đó. Bởi vì ta nói á là khi không làm mà còn bị nghiệp thì đừng nói chi mà làm nha. Bởi vì bớt hiện lại, bớt tất cả lại, giảm bớt đi cái phần mà gọi là nói xấu này cái nọ để bớt nghiệp nha. Chính là không làm gì mà còn bị nghiệp nữa chứ, nhưng mà làm thì chắc bị nghiệp còn dữ là gấp đôi. Hôm nay buồn buồn lâu kể gì mấy cái bình luận cho cả nhà nghe. Nhiều lúc bây giờ làm kênh nó bị tâm lý dễ sợ luôn cả nhà, nó bị tâm lý mà nó bị gọi là bị nhiều lúc nó bị gọi là bức xúc vì mấy cái bình luận đó, bức xúc dữ lắm luôn. Nhiều cái bình luận đó nó thật sự là nó khó nghe lọt lỗ tai dữ lắm. Mình nhiều lúc mình cũng muốn lướt qua lắm, không muốn suy nghĩ, nhưng mà nhiều lúc cũng phải khó chịu lắm. Nhiều người ta làm kênh thì cũng có cái cảm giác này lắm, khó chịu lắm. Nếu mà nói chuyện mà kiểu như nó không quá đáng thì người ta cũng không khó chịu đâu. Bởi vì nhiều khi em nói vậy nè, em hay thường nói một câu gì nè, khi mình nói cái gì mình phải suy nghĩ cho nó đàng hoàng trước khi mình nói sao đừng có để cho người ta bị buồn, người ta bị khó chịu. Đó là như vậy đó, đó mình cũng biết được cái cảm giác của người khác mà cuối cùng mình cũng bị nghiệp nữa. Biết cảm giác của người khác, không nói gì ai mà còn bị nghiệp đó. Đó, thấy đi, còn những người mà nói gì người ta thì nghiệp tới cỡ nào.
nó khổ lắm. Sống này không không sống là không biết vừa làm ai luôn thật. Nhà nấu ăn cũng vậy, nó kể cái bình luận mà hôm trước cái bình luận nấu ăn mà em cười dễ sợ. Mà em ấy nói chuyện cũng vui. Nói ấy nhưng mà cũng rất là vui, chứ mình không nói gì mà mình cũng trả lời là rất là vui. Nên thì em ấy nói như thế này. Em ấy nói lúc nào bà này tôi cũng thấy bả lên cái gì nè. Ôi món này ngon lắm cả nhà ơi, ngon lắm cả nhà ơi, làm thử ăn. Cứ khen ngon ngon, hình như là món nào bảo khen ngon. Sao cái em mới nói vậy? Em mới trả lời là em nói cũng em cũng mắc cười, mình lại cũng mắc cười vui. Cái em cũng trả lời là vui, em nói sao? Trời ơi, lẽ giờ á thì mình nói ngon á là mình nói ngon theo cái khẩu vị của gia đình mình. Mình lúc nào làm video mình cũng đã tránh những cái đó rồi, mình nói vậy nè. Đây là khẩu vị của gia đình em, còn mỗi một cái khẩu vị gia đình mỗi một người khác nhau như cả nhà. Mình đã tránh nói rồi mà cũng bị nói. Em cũng trả lời như thế này. Em ấy để mặt cười quá trời là biết là mình cũng nói tiếu lại. Trong cái mình nói hài hước lại cái này. Không lẽ bây giờ mình ở đây mình phải nói như thế này, mình nói cái món này không có ngon đâu cả nhà ơi. Cái món này thúi dữ lắm, cả nhà đừng có làm ăn nha. Không lẽ mình phải nói như vậy thì mới đúng ý bạn phải không? Cười quá trời, cái em mới nói vậy nè. Mình cho bạn 10 điểm, người nói chuyện có duyên nhất thế giới. Nhưng mà ngược lại là 10 điểm ngược nha. Bạn ấy cười quá trời, để 10 cái mặt, gần 10 cái mặt cười luôn. Ăn nói vô duyên thiệt, hay bị vô duyên. Hay vô duyên là cái chỗ này. Vì mỗi một gia đình người ta ăn, người ta làm theo cái khẩu vị ngon của gia đình thì tất nhiên khẩu vị của gia đình em là em ngon rồi đó. Nhưng là không biết người khác có ngon không thì chưa biết nha. Đó, thì em đã nói trước rồi, mỗi một gia đình mỗi một khẩu vị khác nhau, mình cũng đã nói. Mà vô nói vậy, xong rồi mình nói vậy. Thế mà mốt lẽ giờ tôi, mỗi lần tôi làm ăn tôi nói vậy cả nhà ơi, không có ngon đâu, thúi vậy lắm đừng có làm. Em nói chuyện nghe, nó có duyên dễ sợ luôn, nghĩ không ai mà tự đi kêu người ta làm, nó thúi lắm người không ngon, kêu người ta là lên nó làm cho người ta coi. Trời nói chuyện mắc cười, lúc như cái bình luận nó mắc cười cũng chết. Thôi em ăn xong rồi bye bye cả nhà, để em thôi em nói có người đó nhiều nữa, có người nói luôn rồi. Nói xong, hồi ăn đi bợ nó nhiều quá. Ôi nhiều lúc á, nằm á, em coi em còn mắc cười nữa mà, mắc cười lắm. Có nhiều cái bình luận người ta nói mình nhưng mắc cười, còn những cái người mà thanh niên mà chửi em là em không có chấp nhận đâu nha. Em nói thật, phụ nữ chửi em nhịn, em vẫn cười và nó đáp lại những cái lời rất là lịch sự. Khuyên mấy chị nên là đừng có chửi bới như vậy, thì nó người ta không làm gì mình á, mình không có xem người ta, mình lướt qua nhẹ nhàng. Mình hay khuyên mấy chị là bớt chửi người ta để bớt nghiệp như vậy thôi. Chứ còn như là thanh niên này em không có đồng ý, không có chấp nhận, vì em là người đi chim lúc nào cũng mạnh mẽ. Cái bản tính mình mạnh mẽ như đàn ông vậy mà mình còn man liền hơn đàn ông đó, mà đàn ông nó lại thua thiệt mình những cái đó là mình không có thích, không có đồng ý và cũng không có gọi là nhường những cái người đàn ông đó. Vì cái người đàn ông đó thật sự là không có phải là một người đàn ông để cho mình tôn trọng họ, cái lời nói của họ. Vì cái lời nói của họ rất là kêu bằng mắc lịch sự, mắc đạo đức. Tự anh đi vô chửi phụ nữ là chửi con đĩ vô duyên thiệt tình. Dân cũng có ăn có học đó chứ, không phải là dốt nát gì đâu, biết chữ viết mà, ta biết có học rồi. Ăn nói gì vậy đó nghe được không? Nhớ nha, thanh niên trai tráng là phải vô gặp phụ nữ người ta, không thích coi lướt qua và hoặc là nói ra để mình thấy người ta ăn không, mình không đồng ý cách ta ăn thì mình nói gì nè, sao mà chị ăn em thấy nó hơi nhanh quá, hay là chị ăn cho nó sạch sẽ tí, mình nói nó lịch sự, cái lời nói nó không mất thì mua mình lựa lời mình nói cho nó lịch sự vừa lòng nhau nha. Và mình cũng có được cái tư cách nói chuyện lúc nào cũng lịch sự, và mình có được cái phúc hậu từ cái ăn nói lịch sự đó. Phúc hậu là tự nhiên đẹp nha, cả đàn ông đàn bà diễn để chẳng biết ăn nói lịch sự, tôn trọng cái lời nói với người khác, không để người khác bị buồn và không để người khác bị tổn thương, không để người khác bị khó chịu, tự nhiên sẽ đẹp nha nha. Bye cả nhà. Lúc nào em cũng nhắc nhở như vậy thì thật sự là cái bản tánh của em nó là như vậy. Đi tới đâu em không bao giờ để cho người khác buồn vì cái lời nói của mình, dù người đó có chửi em, nhưng mà đàn ông là nhất định là không thể nào chửi đàn bà cũng đầy ý được nha. Thậm chí đàn ông người ta nghe người ta cũng không chấp nhận được nữa chứ đàn bà. Những cái người đàn ông người ta man liền, người ta không có chấp nhận cái người đàn ông nào mà đi chửi phụ nữ là cũng đầy ý cả nha. Bye bye, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, tốt lành và bình an.